Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh bình luận viên Riaki. Và có rất nhiều bạn có đặt câu hỏi cho mình, đó là phân tích lối chơi cũng như là phân tích về sức mạnh của các đội tuyển các khu vực khác đi. Thì hôm nay mình mới kiếm được ít video. Hôm nay em lên cho các bạn ít con hàng Brazil. Ok, tôi có xem ở bên kênh eSports của Brazil ấy, họ cũng có một số cái kênh mà nó tương đương với kênh huyền thoại sinh tồn của Free Fire. Đấy, không biết là reaction này thì có bị đánh bản quyền không? Hoặc là có đánh bản quyền chắc là bên nhờ bên Gaia xin. Chắc là nhờ bên Gaia gỡ bản quyền thôi. Đấy, tại vì thực ra là cái nguồn mà tham khảo với eSports của FIFA thì nó cũng không có nhiều cho lắm. Thì ở đây là mình có video top 10 của các đội đại diện cho Brazil ở chung kết thế giới. Chúng ta có Made in Brazil, viết tắt là MIBR, chúng ta có Loud và chúng ta có Magic Squad. Thì chúng ta hãy cùng nhau xem là cái video đến từ MIBR trước nhá. Đây là Made in Brazil. Thì đội này nó có các thành viên đó là Rigby 7, Stark 10, Zsu 9 và Pitbull. Đấy, ok, chúng ta đang xem đây là vị trí của Pitbull này. Pitbull bắn súng tỉa. Bắn tương đối tốt. Đây là tình huống mà họ ăn được cái Buya thôi, không có gì đặc biệt cho lắm. Đây là House 7. Bên này họ hay thích đặt tên là 789 các kiểu. Đây là một tình huống mà họ giao tranh cùng với NMG. Ui, thanh niên NMG bay ra quá kinh. M79 này. Bắn được đấy nhỉ? Đây là vị trí của Stark 10. Stark 10. Ui, bắn tốt nhỉ? Rất dính luôn. Đây là Pitbull. Pitbull này có vẻ như là người chơi hệ tầm xa đây. Chúng ta đang xem pha xử lý giữa E1. Chúng ta thấy là lối chơi của bên Brazil này nó khá là chủ động nhé. Qua công luôn chứ không thủ. Team này có mấy ông nhìn lực nhỉ? Mấy BR có ông béo béo nhìn lực thật đấy. Là Pitbull. Pitbull có vẻ như là trung tâm của lối chơi của thành viên đến từ Made in Brazil. Mà Made in Brazil này có vẻ như họ rất thích dùng súng trường tầm xa nhé. Tôi nhìn thấy là họ có dùng chim gõ kiến cộng thêm AC-80. Đấy, ui. Khá là chủ động, lối chơi của bên Made in Brazil này khá là rộng, công theo kiểu đồng đều. Ui rồi ôi, pha công láo từ vị trí Rigby 7, tình huống ném liệu tới từ Pitbull, xử lý tương đối tốt đến từ vị trí của Rigby 7. À, của ông vừa rồi. Thanh niên béo béo này cứ buya phát là đứng lên ăn mừng ạ. Đại trưởng. Hay quá. Ui, 12 kill cơ. 12 kill của giải Brazil nhiều phết đấy. Zsu9 là người chơi hệ tầm xa này. Đây là Stark 10. Như vậy là Zsu9 là người chơi hệ tầm xa của team MIBR này. Ném liệu ở vị trí của Lao. Đây là Stark 10. Đây còn hai người. Đội này có vẻ khá thích dùng súng trường tầm xa nhé. Đây là hai tỉa đến từ Lao Mexico. Mexico này cũng là một người chơi ở team Lao cũng tương đối lâu rồi. Stark 10. Chờ thì mãi chưa bắn, nhưng mình đẩy lên rồi đấy. Sử dụng A124. Ô, bên này vẫn còn dùng Misa á. Stark 10 này các bạn nhìn thấy kỹ năng vẫn còn chơi kỹ năng Misa này. Ảo phết nhỉ. Zsu này dùng Misa nhưng mà chắc là cái này từ lâu rồi. Chắc cái này từ vòng 15 trên 48. Thế cái này chắc là bắn từ hồi đầu hè à. Và cái này chắc là dùng lâu rồi. Vẫn là dùng Skyler này. Cái này chắc là từ OB trước. OB tầm 37 và 8 gì đấy. Nhưng bên này vẫn là dùng Misa hơi ảo ấy nhỉ. Bên này bây giờ vẫn là dùng Misa. Tụi này hơi hơi ảo anh em ạ.
19 kill rồi, ghê nhờ. Team MIBR này có vẻ là một team mà đi săn kill khá ghê á. Bắn đại Brazil mà ăn 19 kill không hề đơn giản đâu. Pitbull, Pitbull là người chơi tầm gần rồi. Bọn này, con này nó bắn ui, thanh niên béo béo ấy, khiếp phết nhờ. Nhìn lực nhờ. Thanh niên này như là Pitbull hay sao ấy. Nhìn lực thật ấy. Cứ gọi là thằng Phan đứng lên chửi luôn. Thằng Phan đứng lên gáy luôn. Cắn đét luôn anh em ạ. Ảo thật ấy. Thanh niên này thắng Phan đứng lên gáy luôn. Nando 9 này hồi xưa cũng có thi đấu ở chung kết thế giới thì phải. Cho Kidi năm ngoái. Zigbee đẩy lên ăn 1 cân 2 à? Nếu mà trận này Buya 1 cân 2 và 44 trên 48 thì mới gần đây thôi. MGS còn 1, Rigby 245. Bên này dùng SVD với cả dùng súng trường tầm xa rất là nhiều nhá. Luna, Miguel. À, cái này thì cũng dùng kỹ năng như là Việt Nam thôi. Thằng ngay đứng lên gáy, cho thanh niên đội trưởng. Thằng ngay đứng lên gáy. Nhà công nhận bên Brazil này nó xử lý các tình huống nhanh là phết. Mà nó rất độc lập tác chiến nhé. Rigby 245. Bắn không dính lắm. Bắn không phải quá dính. Ui gãy hai cháu. Stark 10. Cũng cho gòn nó. Ui thằng Zetsu này nó bắn kinh thật đấy. Thằng Zetsu này nó bắn khiếp đấy anh em ạ. Team này có thằng Zetsu 9 này là bắn khiếp ấy. Lách rất tốt nha. Ui. Team này có hai thanh niên bắn rất ghê. Tình huống này hay này. Team này hai thanh niên bắn rất ghê là Zetsu 9 và Rigby 245. Mà team MIBR này ăn ở nhiều mạng thế nhờ. Một tình huống mà giao tranh giữa TS là team gì đây? Và Made in Brazil. Khiếp nhờ. Gãy hai cháu rồi mà gãy hai cháu trước. Hai tình huống đẩy ao hai cháu ấy tương đối lỗi. Rigby 245 bắn trước này. Rigby 245 Pitbull gục này. Bên TS ăn được vị trí của cả Rigby 245 và Pitbull. Sau đó hôm nay chui vào đây để chơi kim tiêm. Thằng Stark 10 này nó, thằng Stark 10 này nó hold được một khoảng thời gian tương đối dài. Mà bên này vẫn còn chơi Skyler. Bên Việt Nam mình đa số là bỏ Skyler lắm rồi. Bỏ Skyler nhiều phết rồi. Bên này ông Zetsu này để vẫn chơi thuần Zetsu này vẫn chơi thuần gọi là bắn tỉa giống như là phong cách của Thái Sơn cũ, tức là chơi chơi Skyler cộng thêm với cả Raphael, cộng thêm với Moko, cộng thêm với cả Maro. Mà đây là vòng 44 trên 48, tức là cũng gần đây rồi, tức là nó rơi vào đâu đó khoảng tháng 9. Rơi đâu đó khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9, tức là vẫn là trong cái OB này thôi. Vẫn là cái OB hiện tại thôi mà vẫn còn chơi cái combo kiểu cổ điển này. Thật ra ở Việt Nam bây giờ thì các xạ thủ bây giờ chúng ta vẫn chơi những ông mà bắn tầm xa ấy, như là vị trí của Vô Lý hay là vị trí Hoàng Anh thì bây giờ đều đổi qua Tatsuya với cả bộ skill Sunny để búp giáp rồi. Ông này vẫn chơi theo kiểu skin gọi là khô máu luôn, chứng tỏ là Zetsu này tay rất to. Đấy, thanh niên Zetsu này tay rất to luôn. Tay rất to thì mới dám mà chơi cái combo như này. Kinh luôn anh em ạ. Combo này thì gần như là các bạn không có cửa thoát. Các bạn chỉ có cửa là solo súng tỉa thắng so với cả sniper của đối phương, hoặc là solo súng tỉa thắng trong tình huống đối phương cận chiến tầm gần. Chứ còn mang cái kiểu kỹ năng như này nó là kiểu cổ điển rồi. Có vẻ như bên này họ vẫn chơi cái kiểu nó hơi cổ một chút. Rigby 245 này bắn hay này. Cái thanh niên mà hay gầy gầy béo béo hình như là Pitbull hay sao ấy. Bọn lực phết nhờ. Thắng xong phát đứng lên đập tay nhau. Thắng phát đứng lên đập tay. Lại đấu với bọn TS tiếp này. House 7. Bọn này có hai, bọn này chơi hai tỉa. Brazil chơi hai tỉa, đội này có hai tỉa. Như vậy là Zetsu 9 và House 7. Zetsu 9 và House 7 thì là thi thoảng là mới bắn, tức là bắn đổi pha cho nhau. Còn ba ông bắn chính của Made in Brazil thì đấy là Stark 10, Rigby và Pitbull thì đều là tanker hết.
Tanker, nhưng mà tanker cầm quả combo súng ảo ấy. Tanker, nhưng mà bên này thì lại không dùng Ska. À, tại vì giải bên này nó không có skin súng, nên là bọn nó vẫn phải dùng AC80 với cả SVD. Đúng rồi, giải bên này bọn nó không dùng skin súng như Việt Nam. Chung kết thế giới là không dùng skin súng đâu thì phải. Đẩy qua tốt. Ừ, cầu kỹ năng tốt đấy. Hai. Ui, lại gáy thành niên Pitbull, đứng gáy đúng kiểu Pitbull luôn. Đứng lên đập gáy mà bọn này ăn mừng lực nhờ. Đứng lên bố mày top 1 thế này. Khiếp nhờ. Cái năng lượng của bọn này kinh thật. Đúng rồi, thằng thanh niên đẹp đẹp trai béo béo đấy là Pitbull. Đúng Pitbull luôn. Stark 10. Kawan 7 có một quả double kill này. Đây là Lao. Đẩy vào tới vị trí của team Lao, nhưng mà Lao đứng ở cái sông này là hơi bất lợi rồi. Lao đứng ở sông này hơi bất lợi rồi. Made in Brazil này có vẻ như là chơi keo cũng tương đối tốt, điều keo tốt. Kawan 7 đẩy qua bắn. Ui, hạ của Sắc Tè nhanh nhờ. Cũng là nhà vô địch của Brazil khác. Rigby tốt quá. Bên này chơi cận chiến tốt lắm nha anh em nhá. Ui, thằng House 7 này bắn hay thế. Thằng House 7 này nhảy ăn đôi mạng luôn ạ. Ảo nhờ. Tốt thật đấy. Tức là team này, mà team này ông House 7 này là ông bắn tỉa chứ. Team này có hai bắn tỉa gọi là thay phiên nhau, một là Zetsunai, hai là House 7. Và ông House 7 này, ông House 7 này bắn khiếp thế. Cái này đọc là House nha anh em nhé. Tại vì trong tiếng tiếng Brazil, tiếng Latin ấy, thì là chữ G là không đọc. Ví dụ như là House Cancelo của đá từng đá cho Manchester City ấy. Và House 7 này bắn khiếp thật đấy. Còn lại Lao Mexico thôi. Rigby. Ôi, tìm phải mạnh thế. Nhìn nó xử lý, tự tin đấy. Bọn này nó ăn mừng rồi, đã thấy sợ rồi anh em ạ. Thành nhiên Pitbull đuôi. Đeo quả mặt chó luôn ạ. À, chất vãi nồi. Tê luôn. Ui, khiếp nhờ. Made in Brazil khiếp đấy anh em ạ. Khiếp đấy. Ảo thế. Bore. Tức là Made in Brazil này một team cận chiến rất tốt. Thế bây giờ chúng ta xem Magic Squad nhé. Magic Squad là đội có nhiều điểm nhất ở bên Brazil. Sợ chưa? Xem mấy thanh niên Brazil thấy áp đầy sự áp lực chưa? Xem Brazil đầy sự áp lực anh em ạ. Khiếp nhờ. Thắng xong phát đeo vào mặt nạ chó vào. Ui, không biết được mang đấy lên sân khấu của series hay không. Vẫn là Lào này. Lào Magic Squad lúc nào cũng là những cái team mà vào trong bo cuối. Kawan 7. Team này có Bob S7, Zil, Yago và Buzin. Buterzin. Yago là đội trưởng ấy vậy. Bên này họ không dùng skin súng nên là nó vẫn sử dụng AC80 với cả SVD. À vậy. Không đặc biệt lắm. Không đặc biệt lắm. Bình thường. Team này ăn mừng là bình thường. Team này ăn mừng không như bọn Made in Brazil. Bọn đấy kinh quá anh em ạ. Bọn ấy kiểu cùng bảng bọn đấy áp lực vãi. Hay quá nhờ. À, bắn toàn đầu. Ui! Magic Squad bắn toàn đầu ạ. Bên này vẫn dùng Skyler nhiều nhá anh em nhá. Bên này vẫn dùng Skyler nhiều. Magic Squad mạnh quá nhờ. Bắn tốt thật đấy. Đây là tình huống giữa TS. TS này có vẻ như là một team khá mạnh ở bên Brazil. Zil. Ông này đọc tên là Zil nhé. Zil. Yago. Ném liệu này. Vẫn là kiểm soát không gian hẹp thôi. Magic Squad này có vẻ như là họ thiên hướng họ chạy bo, cover nhau. Kiểm soát không gian hẹp nhiều. Nhưng mà giải này nó không bắn skin súng nên là ra chung kết thế giới nó lợi hơn một chút đấy. Tại vì là Việt Nam chúng ta thì thời gian vừa rồi chúng ta quen bắn skin súng á. Ra chung kết thế giới mà không bắn skin súng là chúng ta hơi bị đuối á. Sân khấu đẹp á.
bên này xạ thủ vẫn chơi ấy nhỉ, bên này xạ thủ vẫn chơi Skyler nhỉ. Việt Nam mình bỏ Skyler nhiều lắm rồi. Việt Nam giờ thấy là chơi lưu ăn mòn nhiều, lưu ăn mòn với cả M60 đục keo nhiều, chứ Việt Nam mình đa số bỏ Skyler. Ui hai bắt đầu bóp S7 tốt quá. Team Magic Squad thì có vẻ như họ thích chơi kiểu chiếm những cái vị trí đẹp, chiếm vị trí tầm cao. Đấy. Dồn nạm rất là tốt, cover nhau tốt. Vẫn có Steffi này. Mà sao sao bọn này nó ít chơi con Tatsuya thế nhỉ? À đây đây là vòng 13 trên 48, hồi này Tatsuya cũng chưa mạnh. Hồi này là chưa làm lại skill. Hồi này là chưa làm lại skill đây, đây là vẫn là đang chơi meta cũ. Tại vì cái vòng 18 trên 13 trên 48 này là nó xuất từ hồi lâu lắm rồi, nó xuất từ hồi tháng 4 tháng 5 gì đấy. Hồi đấy chưa có cái trò Tatsuya búp giáp. Nhưng mà kể cả mấy cái vòng sau cũng thấy bọn này ít dùng Tatsuya đó. Không biết là đợt này mà nó dùng Tatsuya nhiều chưa, tại vì giải Brazil kết thúc tương đối lâu rồi, Brazil kết thúc từ hồi tháng 9 rồi. Bây giờ là gần sang tháng 11 rồi. Đây là vòng 15. Nha, phải nói là bọn này nó di chuyển linh hoạt. Bọn này di chuyển rất linh hoạt. Tức là nói chung là mỗi thằng ở trong team mà nó biết là mình sẽ cần phải làm gì. Ui, bắn chim tốt thật. Bắn không không cần bật tâm luôn. Tốt. Liệu ăn mòn này. Ui, bơm liệu của tốt nhỉ. Ui, lại đầu. À, các anh bắn đầu em hơi 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 áp lực đấy. Mấy anh Brazil bắn đầu này bọn em hơi áp lực đấy. Ui, Zago. Chạy ra chạy vào linh hoạt nhá. Quả nó công nhà linh hoạt thật đấy. Ui, các thành viên bộ này bắn hay quá. Mấy đội bắn rất hay luôn, trình mày cao anh em ạ. Trình rất cao rồi. Trình rất cao so với cả cả thời điểm hiện tại rồi. Nhìn nó công sợ thật đấy. Ra vào rất hợp lý nhá. Black Dragon bị quét sạch này. Bọn này di chuyển rất hợp lý luôn. Ra vào rất khéo. Tức là nói trước là cái cảm giác đấy, áp lực vòng bo của bọn nó không bị, nó không bị như mình. Tốt thật đấy. Hai trường. Tất nhiên đây là những cái trận mà họ Buya thì họ đã có mình đó là cái lợi thế về tâm lý rồi. Đây là vòng 40 này. Vòng 40 trên 48 tức là cũng một khoảng thời gian tương đối gần đây nhá, mà hội này vẫn chưa dùng Tatsuya, vẫn chủ yếu là A124. Bộ hội này hội ý tự tin vào cái khả năng chạy bộ của mình thế cơ. Không biết bây giờ thì bọn nó đã dùng Tatsuya chưa, nhưng mà hiện tại thì ở những cái highlight cũ này thì chưa thấy dùng Tatsuya. Vòng 40 trên 48 là vòng gần gần cuối của họ rồi ạ. Bơm lựu đều tay lắm. Bơm lựu đều tay mà công cũng 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 có vẻ cover nhau tốt. Ui. Khô máu nhá. Đây là team God. Còn lại Zil. Ui, còn mình thằng Zil nó vẫn đứng vững được. Bề ném lựu kinh. Bề ném lựu toàn những cái tình huống ném lựu kiểu chấp chơi chấp chơi. Ở Việt Nam gặp mấy ông này thở oxy thật. Việt Nam gặp mấy ông này thở oxy thật luôn. Bơm lựu đều tay thế. Ui. 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 Bắn tốt nha. Bắn thế. Snap rất nhanh. Bóp S7 này. MGS Zil. Vivo Kista dừng chân vị trí top 3. Đây là bóp S7 đẩy qua này. Bóp S7 này là người chơi tanker. Nhưng mà gọi là tanker thôi, nhưng mà mỗi thằng nó đều đảm bảo cả tầm xa và tầm gần. Nói chung là bây giờ cái vai trò tanker thuần ở trong giải này nó cũng không có nữa. Nói chung là ai ai cũng có thể đóng vai trò là tầm xa, ai cũng có thể đóng vai trò cận chiến được. Tốt quá. Bò kèo linh hoạt thế. Bắn mà chúng ta nhìn rõ cái động tác vuốt tâm của người ta luôn. Thanh niên béo béo này là Zago. Team này, team nào cũng có một ông béo béo. Team nào cũng có một ông béo béo anh em ạ.
Raone 7. Ui, trận nào toàn 16, 17 kill đấy. Dã lần à. Khiếp nhỉ. Bắn tầm xa này. Vòng 40 trên 48. Bọn này nó lại không chơi Tatsuya. Bọn này nó lại chơi Orion này anh em ạ. Sao bên này nó lại kỳ thị ứng Tatsuya. Bên này nó kỳ thị Tatsuya. Tatsuya chính là bên mình dùng cũng lâu rồi ạ. Bên mình dùng từ hồi cuối mùa xuân 2023, cuối các giải mùa xuân. Mà bên này nó không thèm dùng Tatsuya luôn. Lạ nhỉ. Đây Final này. Final là mới gần đây thôi. Final là hồi cuối tháng 9. Kinh thật. Đây là trận đấu với Made in Brazil. Bob 7. Đây là Yago. Vẫn ăn top 1. Lực quá. Trời ơi. Nhìn thấy bọn này nó đứng lên ăn mừng sợ vãi cả nồi rồi, bắn cái gì nữa. Nhìn thấy mấy ông này đứng lên ăn mừng đái luôn anh em ạ. Vâng, sợ thật đấy. Nhìn mấy ông này đứng lên ăn mừng nhìn là thấy sợ rồi. Đây là đội hình của Lao. Lao thì có Kawan 7, Lost 21, Mexico và Drag 7. Bây giờ chắc toàn fan anh 7, toàn đặt là 7. Drag 7. Lao. SP là Sao Paulo. Thắng nào đứng lên ăn mừng khiếp thật. Nhưng mà cảm giác sau bo cuối bọn này, ui bo cuối bọn này tận phút thứ 16 này. Thường ở Việt Nam tầm phút 14-30 hết sự trận rồi. Bọn này toàn bắn đến bo cuối cùng luôn. Mà sao chạy đến bo cuối cùng thì vẫn là đủ 4 người giỏi nhỉ. Kawan 7, ui Kawan 7 ném quả liệu chất đấy. Ui ôi. Kawan 7 ném liệu kinh ấy. Ném liệu gần bằng Nero ở Việt Nam à. Chất nhờ. Mà ngày nào nó bắn sân khấu anh em ạ. Nó bắn sân khấu thường xuyên. Đội này ném liệu kinh nhờ. Thánh cháy nổ à. Kawan 7 Nero của Brazil à. Team này toàn thấy ném liệu ạ. Ui dồi ôi. Đây là Noda 7. Noda 7. Team này toàn chơi liệu nhờ. Để sai thế. Trông bọn này rất đàn ông nhá. Noda 7. Ui. Vẫn luôn chơi Chrono ạ. Ui, bè đúng fan anh 7 rồi. Ui, đến meta 2023 vẫn còn chơi Chrono ạ. Ui, đúng fan anh 7 rồi. Fan anh 7 rồi. Này, Noda 7 thì vẫn còn dùng Chrono. Ảo nhờ. Tầm nay anh vẫn dùng Chrono ảo đấy. Vị trí Mexico phải chơi bật tỉa. Đối đầu với Magic Squad. Lao này có vẻ giữ người tốt. Nhưng mà không dùng Tatsuya này có ăn được bọn Thái không nhỉ? Thái Việt Nam bây giờ dùng Tatsuya nhiều lắm. Không dùng Tatsuya này thì khả năng mà kiểm soát giao tranh nó phải rất là ổn. Bên Brazil này vẫn nặng về chạy bo, vẫn nặng về kiểu di chuyển đường bộ trong giao tranh. Tức là họ vẫn thích những cái kỹ năng mà nó có tính chủ động hơn. Còn ví dụ như Tatsuya ấy, một kỹ năng mà nó thuần bị động, thuần di chuyển nên là có vẻ như họ không thích, họ thích những cái mà nó gây sát thương hoặc là phòng ngự tốt. Lách. Yago. Ui. Vẫn chết ạ. Và ui còn Mexico. Ui giời ơi, gánh tim thật sự. Thanh niên này mặt đúng người Mexico luôn. Bắn tốt quá. Bình tĩnh. Rất bình tĩnh luôn. Gốt 15 mạng này. Bên này các đội mạnh nhỉ. Team này như là cũng tì gốt này nhượng mạnh phết. Chucky. Đặt kèo. Ui, nhà đúng không thiếu gì ngoài kèo. Có bao kèo chơi hết.
Bên này họ chơi cũng không tiếc keo đâu. Tại vì họ xác định là hạ gục của đối phương thì họ sẽ lút keo. God Esports. Nhưng mà công nhận là Lao này ném liệu kinh. Lao này Kawan 7 với cả Lost 22-1 bằng công nhận là hai ông này ném liệu kinh thật. Team này team chơi liệu rất tốt đó. Ui xin nhẹ cái đầu. Lost 21. Rush 7. Rush 7. Bắt bài luôn. Bọn này có vẻ vẫn thích chơi súng sạc. Việt Nam bây giờ thì đa số chơi M04. M043 chip. Bên này bọn nó vẫn thích chơi súng sạc nhỉ. Vòng 42 trên 48 là gần đây. Vẫn còn Skyler. Có ông vẫn còn Chrono. Ảo nhờ bên này là Skyler, Steffi với cả Orion. Bên này không dùng Tatsuya mấy. Còn có thể là cái giai đoạn này nó cũng chưa remake lại. Có thể đến chung kết thế giới họ sẽ thay đổi cái skill của mình. Tại vì cái giải này, cái giải Brazil này diễn ra một khoảng thời gian lâu lâu trước rồi. Có thể là bây giờ họ đã cập nhật cái Tatsuya rồi. Nên cái này chắc phải đến giải đấu mới biết được. Phê đấy. Phê lòi anh em ạ. Đây là Bob S7. Bob S7. Bob 7. Có quay kinh nhờ. Chết ngay. Lao này có vẻ không kéo tâm vút đầu nhiều cho lắm. Noda 7 ạ, cùng Yago. Thằng Noda 7 này bắn kinh nhờ. Thầy chơi lâu lắm ấy. Thầy chơi rồi 2020 ạ. Nó bắn dính thế. Kiểm soát bo cuối tốt thật. Tìm không mất người. Kawan 7 này. Vãi có ông của Pen Italo 7. Bên này ai cũng thích số 7. Cũng là toàn fan anh 7. Bên này toàn fan anh 7 mà anh em. Toàn fan anh Cristiano Ronaldo. Bên này toàn fan của anh 7 nhà tôi. Team này có vẻ bắn tỉa không chính xác bằng hội Made in Brazil. Made in Brazil với cả Magic Squad có vẻ bắn tỉa tốt hơn. Nhưng mà Lao này cái khả năng kiểm soát và cái khả năng ném liệu của team này tốt. Kawan 7 với cả Mexico nào trong tay 55 mấy quả liệu ạ. Với Lost 21. Như vậy là team này. Đây là ui Fluso, ui Modestia bây giờ vẫn còn chơi. Modestia bắn từ cái thời 2018. Modestia của Modestia với Sayat này. Hai thằng này bắn lâu lắm rồi đấy. Hai thằng này bây giờ vẫn còn chơi. Epic là Fluso. Fluso hôm nay thì hình như là họ đứng top 4, top 5 thì họ không đủ điểm để đi chung kết thế giới. Tốt nhỉ. Nói chung các đội Brazil này họ vẫn chơi theo phong cách nó hơi cổ điển một tí. Vẫn là Steffi. Nhưng mà có vẻ khá thích dùng Orion và dùng Orion khá nghệ. Ôi, lực quá anh em. Nhìn vào này bắn chóng mặt nhỉ. Tốc độ quá nhanh. Xem một này bắn sướng ê. Lao 7 Lao. Chết. Mà nó xử lý rất gọn gàng nhá. Cái thời gian nó xử lý rất gọn gàng. Mà nó sau khi mà nó hạ gục xong một đội phát nó có phương án để tấn công tiếp luôn. Đấy, nó không do dự, nó không có quay. Nó không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Đấy phát nó vào việc luôn. Trận này lộc lá quá. Lao nó kiểm soát cái điểm cao hơn. ACZ, team ACZ này có vẻ cũng khá mạnh. Ui Fon bắn bay đầu hướng kia luôn. Kawan 7. Kawan 7 này công nhận là chơi cháy nổ. Căn cháy nổ tốt. Ui nhanh thế. Nhanh thế. Ui ôi. À, AMC là Amazon Crips. Đây là trận 6 trên 8 chung kết. Chung kết ở Brazil. Kết làm 8 kill. Chơi rất chủ động. Tốc độ chơi các đội này nhanh. Tốc độ chơi rất là nhanh. Công của giao tranh nhanh, chọn điểm ra. Ui. Thằng Rock 7 bắn nhanh thế nhờ. Thôi bắn này.
Bèm. Ôi, ôi, ông ấy đang nhảy ra bên trái mà ông ấy có mục tiêu bắn ra bên phải được ạ. Ghê. Ôi, gặp mấy đội này đúng thở oxy. Kinh nhờ. Mà bọn này nó công lên, tốc độ công nó rất đồng bộ nhá. Nó không bao giờ có cái yếu tố gọi là một người đi lẻ. Nó không bao giờ có yếu tố gọi là một người đi lẻ. Ui, gặp mấy ông mày sợ đấy. Gặp bộ này không bao giờ nó có yếu tố đi lẻ anh em ạ. Khiếp thật, ba đại diện Brazil. Ui, căng. Căng. Căng đấy, nói chung là căng. Xem xong highlight bọn này thấy áp lực anh em ạ. Và cái quan trọng nó xử lý trong bo cuối rất là hay. Thì không biết các bạn, cái bọn Brazil tôi phát hiện ra là cái meta của bọn nó ấy đang bị trễ hơn so với các khu vực khác. Thì không biết là đến chung kết thế giới này bên này họ cập nhật meta chưa, nhưng mà bên này họ bắn không một skin súng. Mà chung kết thế giới hình như là không một skin súng, thế nên là cái lối chơi họ với những khẩu súng chân tầm xa nó vẫn phát huy tác dụng. Không biết là Việt Nam của mình thì đến lúc bắn không một skin súng thì mấy khẩu Scar mà không có skin thì Việt Nam mình có theo được không? Đấy, ok. Thế là reaction xong thì cảm thấy áp lực thêm nhá. Các bạn comment như nào về lối chơi của ba đại diện Brazil tại chung kết thế giới, các bạn comment ở phía dưới nhá. Xem xong áp lực quá. Đấy, đi nghỉ ngơi tí đã. Ảo thật đấy, bắn cháy hết cả người. Ok, cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh của mình, Viên Riaki. Đừng quên like, subscribe mình nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.